Alo, xin chào các bác nhá. Đã trở lại kênh YouTube hàng Nhật bãi giá rẻ này. Clip này thì em sẽ thanh lý cho bác hai con robo này nhá, cho bác nào về lấy linh kiện hoặc là bác về sửa chữa nhá. Đấy, hai robo Coco Robo để có thương hiệu sáp nhá. RX RX này A50 nhá. Cái con này RX và V50 với nhá. Thì có một cái đốc sạc thôi. Về lô nó thiếu, nó chỉ có một đốc sạc này thôi nhá. Nhưng mà chỉ có không adapter nhá, chỉ có đốc sạc này thôi. Thì đấy. Thì hai con này nhá, tình trạng là cắm điện nó không vào. Rõ luôn các bác là tình trạng cắm điện không vào. Thì các bác về bác xem nào bác thợ bác nào xem nhá. Xem hay là thế nào bác sửa chữa nhá. Đồ đạc thì đầy đủ hết. Hốc nhiếc đây, hốc của nó này, đầy đủ hai bên đầy đủ nhá. Đồ đạc thì đầy đủ. Xuyên máy thì đầy đủ nhá. Còn đốc sạc thì chỉ có một cái thôi. Về lô nó chỉ có một cái thôi, không thì khác không lắp được. Đây, thì có sao em báo vậy luôn nhá. Đây, một con này này. Đây, con này thì chổi bánh xe của nó rất là đẹp nhá. Chưa bị mòn miếc gì cả. Kể cả chổi lau của nó nhá. Chổi lau nó đẹp này, kể cả tay quay luôn nhá. Đây quay này, đấy, hình thức đầy đủ nhá. Con này của nó là đây, DC 12V này, 15W đó nhá. Đấy, sản xuất tại nước thứ ba bác nhá. Michina này, sản xuất tại nước thứ ba nhá. Robot thì hầu như nó là sản xuất tại nước ngoài, nước Trung Quốc nhá. Đấy, xuất Nhật, tiêu chuẩn của Nhật đó nhá. Đấy, hai bên nó ngon lành hết nhá. Đấy, một con nhá, một con này đây, nó của nó đây. Anh chưa, đợt đẹp nhá. Trong nó đẹp. Đấy, con này vậy nhá. Con này nữa, đây. Đấy, hốc nhất có đầy đủ nhá. Đấy, thì thanh lý luôn cho các bác nhá. Hai con này với một cái đốc sạc này, thanh lý cho bác là 500.000 bác nhá. 500.000 hai con và một cái đốc sạc nhá. Nếu con nào về lấy đồ hay lấy linh kiện nhá, hoặc nào mới biết về điện tử bác để sửa chữa nhá, thì cam kết các bác là hàng nguyên zin nhá, chưa qua sửa chữa gì cả. Đấy, thì hai con robot này bác nào lấy thì để cho bác giá 500.000 nhá. 500.000 chuyển khoản này thì cộng em 30.000 cho bác ship cho các bác nhé, vì hàng thanh lý rồi, nó không còn gì nữa rồi. Đấy, cho bác nào lấy linh kiện hay là sửa chữa gì bác tìm hiểu nhé. Nếu nào chốt hàng thì vui lòng liên hệ em có số điện thoại 0983 329 755 cho em nhé. Để tình trạng em báo lại luôn, hai con này là không lên điện nhé, cắm điện là không lên, không vào, rõ luôn đấy. Đấy, một cái đốc sạc nữa. Đấy. Đấy, xin chào các bác nhé, các bác clip tiếp theo, xin cảm ơn.